pH Truthy thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Đó là ở hiền gặp lành. Cái em cầm tờ giấy trên tay, em nói là ngọn đồi quang. Em đi mà hồn phách em không có gì chơi. Em biết là trời ơi, tại bữa hồi nãy nó đi một đoạn rồi mà chỉ qua đường khác. Em đi trong vô vọng. Em đi mà lướt lướt em có cảm giác như hai người hai bên đang đẩy em đi nè. Ta điều phối, ta điều phối, quẹo phải, quẹo phải. Đó, quẹo phải nè, quẹo phải, quẹo phải, quẹo phải. Ta mơ màng, mơ màng, ta buông xuôi, ta buông xuôi. Ta mở mắt ra. Mở mắt ra, nguyên một cái resort. Trời ơi. Tôi không tin vào mắt mình, em dụi ba lần, em dụi ba lần. Đây là buổi huấn luyện mùa đông. Hôm qua, các người đã bẻ rào để vào phòng để mà giỡn trò với ta. Cho nên bây giờ các người sẽ bị phạt 12, 13, 10, 14, 1, 15, 12, 17, 19, 20 rồi Quý ơi. Dạ. Anh 20 rồi. Ôi hả. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Vui lên thôi anh em ta cùng đồng chơi, bước chân đi muôn nơi khắp trời không người. Từ vùng núi đất đá đến mình cơi bao la, giơ lên tay ta bay lên mình xa vời. Và vào sóng bơi giờ cứ cuốn đi, cuộc đời ta đã hay cứ sống đi. Tôi nhìn lên phía trước để một bước nữa. Yeah. Bơi. Buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Xin chào các bạn. Mỗi người hãy chia sẻ về giấc ngủ tối qua của mình. Không biết gì luôn. Em nằm xuống, em kêu em ngủ, em đợi đợi gì ta? Không nhớ luôn. Em cũng nằm xuống giống như anh đó. Xong giật mình dậy, mấy anh kêu đi 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 đi. Đâu có về là Lâm ở đồi hoang mà ở chỗ sung sướng vậy đâu. Đúng rồi, đó là ở hiền gặp lành. Cái em cầm tờ giấy trên tay, em nói là ngọn đồi quang. Em đi mà hồn phách em không có gì chơi. Em biết là trời ơi, tại bữa hồi nãy nó đi một đoạn rồi mà chỉ qua đường khác. Em đi trong vô vọng. Em đi mà lướt lướt em có cảm giác như hai người hai bên đang đẩy em đi nè. Ta điều phối, ta điều phối, quẹo phải, quẹo phải. Đó, quẹo phải nè, quẹo phải, quẹo phải, quẹo phải. Ta mơ màng, mơ màng, ta buông xuôi, ta buông xuôi. Ta mở mắt ra. Mở mắt ra, nguyên một cái resort. Trời ơi. Tôi không tin vào mắt mình, em dụi ba lần, em dụi ba lần. Hôm qua có tấm bản chỉ dẫn lên đồi hoang. Còn tôi có nói rất rõ rằng cừu đen sẽ ngủ ở ngọn đồi hoang. Và ngọn đồi hoang thực chất là tên của một căn phòng đặc biệt. Thực ra trò chơi cừu đen là một phần quan trọng của trại huấn luyện. Chúng tôi muốn xem phản ứng của các bạn ra sao khi buộc phải lựa chọn quyền lợi của mình với những người anh em khác. Trời ơi, em tức quá, em chưa kịp lên tới nửa chừng em đã bỏ buông rồi. Em không có sự lựa chọn. Các bạn biết nơi lạnh lẽo nhất là nơi nào rồi đó. Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực hay Nam Cực, mà đó chính là lòng người. Đúng rồi, rồi. Đúng ra tối qua ngoại trừ Dương Lâm là được ngủ trong nhà, nhưng năm bạn còn lại đã tự ý vào trong nhà để ngủ. Nên buổi sáng nay các bạn sẽ phải chịu một hình phạt cùng với nhau. Đó là mỗi người sẽ phải hết đất 20 cái. Ok. Rồi vô. Đây là buổi huấn luyện mùa đông. Hôm qua các người đã bẻ rào để vào phòng để mà giỡn trò với ta. Cho nên bây giờ các người sẽ bị phạt 12, 13, 10, 14, 1, 15, 12, 17, 19, 20 rồi Quý ơi. Dạ. Anh 20 rồi. Ôi hả. Đủ chưa? Đủ. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để di chuyển sang địa điểm tiếp theo là bản Hang Tấu. Đây là một ngôi làng rất đặc biệt vì không có điện, không có internet và cũng không có sóng điện thoại, nên Hang Tấu còn được biết đến với tên gọi là bản người Mông Nguyên Thủy.
Đường di chuyển vào trong làng cũng rất khó khăn, nên lát nữa khi các bạn lên xe sẽ chơi một trò chơi để quyết định 3 người thắng và 3 người thua. 3 người thắng sẽ được quyền ưu tiên phương tiện di chuyển tốt hơn khi vào bản. Còn phương tiện là gì thì khi đến đó các bạn sẽ biết. Thì ngày hôm nay thì chúng ta có buổi sáng nói chung là đầy đủ ha. Có câu chuyện vui, cũng có câu chuyện kinh dị. Rồi cũng có những lúc thạch thể dục thể thao, sức khỏe dồi dào. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng chừng như tụi mình xong rồi đó. Đúng vậy. Nhưng mà chưa đâu, còn cả một ngày dài nữa. Đúng quý vị thân mến, xin hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Rồi chơi gì chơi hai một cái mini game để mình chia ba người nha. Dạ. Thì là cái game đó là game nối từ. Nghĩ từ. Bắt đầu thì ai bắt đầu trước cũng được ạ. Đi từ là Huy. Ok. Đi từ Huy nha. Bây giờ chúng ta đang ở đâu ạ? Mộc Châu. Đúng, chúng ta phải có những cái từ nào mà nó phải liên quan đồ chứ. Ở nơi khó lắm anh. Thì đó, thì từ đầu phải liên quan. Mộc Châu. Mộc Châu nha. Châu cháu. Đi. Ủa sao Mộc Châu mà châu cháu luôn hả? Đúng rồi. Cháu gì? Cháu gì? Anh ơi. Dính cháu đó. Anh ơi. Không phải. Chưa cái gì hết. Chưa. Ây da. Ây da. Anh nghe hả? Ây da. Rồi giờ là nãy quy đầu tiên, rồi từ tới anh, tới lại rồi tới anh đúng không? Đến anh. Em ơi, giờ mình điểm đến mình là ở đâu hả? Nữa. Hàng tấu à. Rồi. Hàng tấu. Dễ mà, em đâu có em đâu. Giết. Em bị loại rồi. Thôi. Đi ra đó đi. Em không còn làm trong một đích đúng không? Rồi. Hàng tấu. Hàng tấu. Tấu hề. Hề hả hề? Tấu hề. Hề. Hề hước. Hề. Hề hước. Hề hước. Đi. Đi. Ủa sao anh em mình đi sớm? Nó cà hước, cà hước, cà hước. Đi. Hãy lấy cái này gõ vô đầu tôi đi. Rồi, gõ đít ở đây rồi à. Đó là Hiếu. Ra em, từ đi em. Cái cầu đó tên gì ta? Cái cầu kính tên gì ta? Bạch Long. Bạch Long, à, Bạch Long đi. Em Bạch Long. Long, chứ không phải là Long nha. Long. Phụng xin vầy. Long Hải. Long, 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 Long Phụng. À, phụng sự. Phụng sự, sự thật thôi. Sự thật. Sự thật. Thật thà. Thà. Như thà là như thế là được chưa? Thà. Thà là như thế. Thà thu. Thà thu. Thà thu. Thà thu. Thà. Như vậy là mọi người cũng thấy rồi đó. Khả năng ngôn ngữ thì em lợi anh em mình. Đúng rồi, thì Tuấn thì được cái may mắn là ngồi kế bên cạnh tôi. Nên cái tiếp theo thì chắc sớm. Chắc sớm. Thì đội chiến thắng là gồm có tôi, Cũng Huy và Hiếu thứ hai. Đội còn lại là Kiều Minh Tuấn, Lê Diệu Vũ Lâm và Chris Phan. Hai đội sẽ có hai phương tiện di chuyển khác. Ủa? Nhau. Có hai phương tiện di chuyển khác. Ủa? Nhau. Làm gì có. Chưa mà, đúng rồi. Anh tự sắp đặt quá. Ôi, chơi vui rồi. Sắp đặt. Hồi nãy chương trình nói mà. Không có. Chương trình nói mà. Không có. Đâu, nãy nói rồi. Nói rồi. Hồi nãy em không nói. Giờ chơi hơn thua nè. Nãy chơi chơi đi. Chơi giỡn là. Hồi nãy anh diễn kiểu ngu ngơ thôi. Hồi nãy anh diễn kiểu ngu ngơ thôi. Trở lại đi. Nói nào ngay thì bây giờ nè, xin mời tất cả quý vị hãy coi lại công nghệ va của chúng tôi. Khi các bạn lên xe sẽ chơi một trò chơi để quyết định 3 người thắng và 3 người thua. 3 người thắng sẽ được quyền ưu tiên phương tiện di chuyển tốt hơn khi vào bản. Còn phương tiện là gì thì khi đến đó các bạn sẽ biết. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị ở điểm đến kết tiếp. Không, tiếp tục.